Xin kính chào quý vị và xin chào các bạn. Thú vị, hôm nay là ngày 16 tây tháng 10 năm 2021. Ngọc xin chia sẻ một số cái nội dung để chúng ta cùng nhau trả lời những cái câu hỏi liên quan đến cái việc xóa nợ student loan. Ngọc ơi, student loan forgiveness có chưa cháu? Rồi cái đường link như thế nào? Rồi có hy vọng hay không? Được ký chưa? Có tin tức gì mới hay không? Đại khái là như vậy. Thì Ngọc xin trả lời là hiện giờ chưa có được ký, họ đang thúc đẩy cái vấn đề này. Thì Ngọc sẽ chia sẻ cái thông tin mới nhất của tháng 10 ha. Rồi bây giờ những cái câu hỏi liên quan đến cái chương trình Advanced Child Tax Credit CTC 330, 250 mỗi trẻ mỗi tháng vân vân. Thì cái tiền này có bị đóng thuế hay không, có bị trừ nợ nếu như mà mình nợ thuế liên bang, nợ thuế tiểu bang thì có bị trừ hay không? Rồi có ảnh hưởng đến những cái chương trình khác mà mình đang xin, ví dụ như mình đang xin cái chương trình SNAP cho con của mình thì mình có bị ảnh hưởng hay không, tại vì người ta xét income mà. Đó, thì Ngọc sẽ chia sẻ những cái thông tin này và Ngọc sẽ để lên những cái dẫn chứng, Ngọc lấy những cái thông tin này từ đâu để chúng ta có thể là biết được đây là những cái thông tin tin cậy hay không nha quý vị nha. Rồi bây giờ Ngọc xin chia sẻ những cái thông tin liên quan đến cái việc xóa nợ student loan. Thì trên cái trang của bà Representative Omar, thì bà là dân chủ bên phía chi nhánh Hạ viện. Ngày 8 tây tháng 10 thì họ có đưa ra một cái tin rằng là bà Omar là có viết một cái lá thư gửi cho Tổng thống Biden cùng với Bộ trưởng Bộ Giáo dục ông Cardona. Cardona là Bộ trưởng Bộ Giáo dục, và hôm bữa trước á, là Tổng thống Biden có nói rằng là hiện giờ Tổng thống Biden đang chờ Cardona để mà cho ổng biết là ổng có cái quyền hành để mà ký đủ cái quyền để mà ký cái việc là cho dân xóa nợ student loan hay không. Thì hiện giờ cái câu hỏi này chưa được trả lời chính thức, cho nên bà Representative Omar bà có nói là bây giờ cái lá thư này, cái nội dung lá thư này là thúc đẩy chính quyền của Tổng thống Biden hãy release, hãy cho dân họ biết và hãy release cái memo này. Cái memo này mục đích là để cho dân biết rằng là Tổng thống Biden có đủ cái quyền hành để mà ký một cái sắc lệnh xóa nợ student loan hay không. Thì bà có đưa ra một dẫn chứng là decades ago, tức là những cái thập niên qua ha, mấy thập niên rồi, là bên quốc hội họ đã bỏ phiếu và họ đã cho phép bên phía chi nhánh hành pháp đó, tức là bên tổng thống đối vị, là có thể xóa nợ federal student loan. Đó, còn nếu như quý vị mượn nợ mà mượn nợ tư nhân thì miễn bàn quý vị ha. Thì cái này có thể được xóa nợ với một cái chữ ký thôi. Flick up your pen. Đó. Thì cái câu nói này hiện giờ là rất là nổi tiếng khi mà người ta nhắc đến cái xóa nợ student loan ha. Thì ở đây á, ý bà nói á, là Tổng thống Biden có thể làm điều này. Tuy nhiên, Ngọc nhớ là cái lần mấy lần trước Ngọc chia sẻ là Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi lại nói cái điều ngược lại và nói rằng là cái việc này phải để bên Quốc hội họ thông qua trước đã, rồi Tổng thống Biden mới xem xét và ký sau, chứ không thể nào mà ký một cái sắc lệnh với không có cái sự đồng hành hay là thông qua hay là bỏ phiếu từ bên Quốc hội cả. Thì bà có đưa ra một cái ví dụ là hiện giờ có rất là nhiều người đang gặp khó khăn và khoảng 45 triệu người đang nợ student loan. Và tổng cái số đó là 1,8 tỷ đô ha. Như vậy nếu như mà Tổng thống Biden ký á, thì có thể rằng là nó sẽ chính phủ họ phải bỏ ra 1,8 tỷ để mà chi trả cho cái việc là xóa nợ student loan như vậy. Thì hiện giờ nó có một điều như thế này quý vị, họ đang nói rằng là cái student loan này nè là đang làm cho nhiều gia đình, nhiều người đang gặp khó khăn, tại vì nhiều người á, họ đi làm ra trường rồi đi làm bao nhiêu năm vẫn chưa xóa nợ, chưa chưa xin lỗi, chưa có trả hết student loan, họ vẫn còn nợ. Thì người giàu thì càng giàu, người nghèo thì càng nghèo. Đó, cho nên là hiện giờ bà có nói rằng á, là hôm bữa tháng tư á, là người ta đã hứa, bên tòa Bạch Ốc họ đã hứa với dân rồi, họ hứa với dân rằng là trong vòng vài tuần nữa là người ta sẽ trả lời cái câu hỏi này để cho biết là Tổng thống Biden có ký được hay không, ký sắc lệnh được hay không. Nhưng mà 6 tháng trôi qua rồi, hơn 6 tháng trôi qua rồi, vẫn chưa cái câu trả lời này. Cho nên bà nói rằng là hiện giờ
bà đang thúc đẩy bên chính quyền của Tổng thống Biden để làm sao hãy public cái này trước ngày hay là chậm nhất là ngày 22 tây tháng 10 năm 2021 để mà trả lời cho dân biết là cái điều này có làm được hay không. Đúng không? Đó, bà đưa ra một cái ngày hẳn hẳn hoi. Thì ở đây cái lá thư này đã được 17 người khác ủng hộ. Thì trong đó có bà AOC nè, rồi bà Chappalia cũng ủng hộ nè. Rồi những cái người khác thì thật sự Ngọc cũng không rõ những cái thượng nghị sĩ này thì Ngọc cũng ít có biết ha. Thì Ngọc thấy rằng là AOC hiện lên nè, Chappalia cũng hiện lên. Nói chung là hai người này là cực tả nha. Họ là dân chủ cấp tiến, họ ủng hộ những cái chính sách mà giống như là đảng Dân Chủ họ đang muốn đưa vào. Nhưng mà ông Joe Manchin, ông không có chịu đâu quý vị. Thì hiện giờ bà Oma cũng có nói thêm một chút xíu như vậy. Vào tháng 5 của năm 2020, bà Oma có dẫn đầu một cái lá thư kêu gọi về cái vấn đề là xóa nợ student loan với cái con số thấp nhất là 30.000 mỗi người. Mỗi người. Vậy thì tại vì người ta chịu ảnh hưởng bởi cái Covid này nè, và đề nghị là đưa vào cái gói cứu trợ. Nhưng mà chúng ta thấy rằng không có gói cứu trợ nào có cái điều này. Và sau đó thì Senator bên Thượng viện thì có hai người, Senator Elizabeth Warren và Senator Chuck Schumer, đó, một người nữa là Presley. Nói chung là ba người ha. Ba người này ở bên phía nói chung là hai người là thượng nghị sĩ, một người là Congresswoman, thì kêu gọi Tổng thống Biden, họ kêu gọi là xóa nợ lên tới 50.000 mỗi student như vậy. Thì cái con số này là cái con số càng nhiều hơn là 30.000 nữa, nhưng mà hiện giờ vẫn chưa đi đến đâu về đâu cả. Hiện giờ họ vẫn đang kêu gọi và thúc đẩy như vậy thôi, vẫn chưa biết là cái kết quả như thế nào. Ở đây bà có đưa ra một cái ví dụ để mà nêu lên rõ là nếu như mà Tổng thống Biden ký, chỉ cần một chữ ký thôi, thì nó sẽ cải thiện nền kinh tế, cải tạo jobs, tạo ra nhiều jobs mới, rồi cải thiện đời sống của 45 triệu người dân, đặc biệt là những người phụ nữ da màu. Những người phụ nữ da màu, bởi vì bà đưa ra một cái con số, 2/3 những cái số nợ student loan này á là của những cái người phụ nữ và những cái người phụ nữ da màu ha. Thì ở đây bà đưa ra một cái ví dụ như là 20 năm kể từ ngày mà người ta ra trường thì người mượn loan là da trắng á là chỉ nợ 6% thôi. Đó, nhưng mà 95% những cái người mượn loan da màu 20 năm sau họ vẫn còn nợ student loan. Như vậy thì nó có cái khoảng cách và nó tạo ra một cái sự chênh lệch. Đó, chênh lệch về đời sống, chênh lệch về sắc dân, sắc tộc. Nói chung là cái nó không có công bằng. Nói chung là theo cái đó là theo Ngọc hiểu nha. Bà không có nói rõ ra nhưng mà theo Ngọc hiểu là như vậy. Thì quý vị nghĩ như thế nào về cái vấn đề này? Liệu Tổng thống Biden có ký hay không? Thì đối với Ngọc thì Ngọc cũng chưa chắc rằng là cái này sẽ thành công. Nếu như mà họ chắc chắn rằng họ sẽ thành công thì Ngọc nghĩ họ sẽ đưa cái này vào cái gói 3.500 tỷ. Nhưng mà hiện giờ vẫn chưa có thấy quý vị nha. Hoặc là Tổng thống Biden sẽ ký và ký cái này có nghĩa rằng là sẽ có những cái điều kiện. Ngọc nghĩ rằng nó sẽ có cái điều kiện ràng buộc về income hay như thế nào. Chứ còn nếu như mà làm ăn khá giả, họ có thể có cái khả năng trả nợ thì Ngọc nghĩ cái này là Ngọc nghĩ thôi. Ngọc nghĩ thôi chứ nó không có trong cái lá thư này. Thì nó phải có cái điều kiện quý vị. Thì bây giờ Ngọc sẽ chuyển sang chia sẻ những cái câu hỏi và những cái câu trả lời liên quan đến cái chương trình Advanced Child Tax Credit Payment ha. Thì cái tiền này đó quý vị sẽ không được tính vào income khi mà quý vị xin những cái chương trình khác. Ví dụ như những cái chương trình hỗ trợ cho những cái người income thấp đúng không? Thì cái chương trình này nó sẽ không được tính vào income khi mà họ xét những cái chương trình đó cho quý vị. Cho nên quý vị không có lo gì hết nha. Đây không phải là income. Ok, cái tiền này có bị đóng thuế hay không? Có bị đánh thuế hay không? Thì câu hỏi là no. Và khi mà quý vị nhận 6 tháng á, 6 tháng thì mình được tối đa là 1.800 đúng không? Tại vì 300 mỗi tháng mỗi đứa. Đây nè. 1.800 mỗi child. Thì khi mà người ta
Gửi xong hết rồi thì khoảng tháng 1 năm 2022 người ta sẽ gửi ra cho mình một cái lá thư 6419. Và khi mà quý vị nhận cái lá thư này thì người ta sẽ cho mình biết là mình đã nhận được bao nhiêu tiền CTC. Và quý vị giữ cái lá thư này, khi mà quý vị khai thuế thì quý vị kèm theo cái lá thư này hoặc là điền những cái thông tin trong cái lá thư này vào. Đó, rồi người ta cộng trừ nhân chia, người ta cho mình cái phần còn lại, tại vì 1.800 là chỉ có 50% mà. Nhưng mà mình không có đóng thuế trên cái phần tiền này nha quý vị nha. Nhưng mà mình cần cái lá thư này để mình cho người ta biết là cái số tiền mình nhận được là bao nhiêu chẳng hạn. Nếu như cái lá thư này kêu là mình nhận được 1.800 mà mình chỉ nhận được 1.000 hay là không có đồng nào hết thì mình có thể cho người ta biết ha quý vị nha. Rồi bây giờ có bị trừ vào những cái khoản tiền, ví dụ như là khoản nợ thuế nè. Ngày hôm qua có một chị nói rằng là chị nhận ít hơn so với những cái tháng trước, tại vì sao không biết là vì sao, có phải là vì bị chị bị overpayment từ bên sở thuế hay không. Tại vì nếu như mà chị bị overpayment á thì có thể là chị đang nợ bên sở thuế chẳng hạn. Thì ở đây người ta nói rằng là nếu như mà mình nợ chính phủ, mình nợ state, mình nợ federal, nợ thuế là quý vị nợ federal đúng không, thì người ta sẽ không có trừ nợ đâu. Chẳng hạn như quý vị nợ thuế tiểu liên bang thì người ta không trừ, tiểu bang người ta cũng không trừ nè. Rồi nợ tiền child support, cấp dưỡng nuôi con cũng không bị trừ. Nhưng mà cái tiền mà những cái người debt collector mà quý vị kiện tụng rồi người ta theo mình, người ta nợ đòi nợ mà kiểu như đòi nợ tư nhân đó quý vị, thì người ta có thể là lấy những, tức là người ta sẽ siết nợ bằng cách là lấy những cái số tiền này của quý vị ha, chứ chính phủ thì họ không có trừ nợ đâu. Thì đó là những cái điều mà Ngọc muốn chia sẻ cho quý vị để quý vị tham khảo nha. Đây là những cái thông tin Ngọc lấy từ cái trang Bộ Ngân Khố, thì sở thuế thì nó nằm một cái phần nhỏ của bên Bộ Ngân Khố, thì quý vị có thể tham khảo thêm. Hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo. Xin chào tạm biệt, và Ngọc hy vọng là quý vị sẽ ủng hộ kênh của Ngọc bằng cách like, share và đừng quên đăng ký kênh nếu như quý vị chưa đăng ký quý vị nha. Xin chào tạm biệt, chúc sức khỏe quý vị, bye bye nào.